Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Tarot Xuân Thúy. Và ngày hôm nay mình có mặt tại đây để thực hiện trải bài với câu hỏi: họ yêu bạn nhiều đến nhường nào? Như bạn đang nhìn trên màn hình, chúng ta có 3 món đồ vật tương ứng với 3 tụ, lần lượt từ trái qua phải như sau: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Bạn hãy lựa chọn một món đồ tương ứng với một tụ mà bạn yêu thích nhất và ấn tượng nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mình xin nhắc lại: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Sau khi bạn đã lựa chọn xong đồ vật, chúng ta sẽ tiến hành trải bài luôn cho từng tụ nhé. Xin chào bạn, người đã lựa chọn tụ bài số 1 với câu hỏi: họ yêu bạn nhiều đến nhường nào? Thì đây là hộp đồ của bạn. Hộp này thì mình dùng để đựng dây chuyền. Chiếc hộp này thì mình có tầm một năm đổ lại đây thôi. Hình như là tầm tháng 12 á. Với câu hỏi họ yêu bạn nhiều đến nhường nào, thì họ ở đây là ai? Mức độ yêu bạn cỡ nào? Và khi yêu bạn, họ sẽ nghĩ gì? Chúng ta cùng thực hiện trả bài nhé. Cái đôi năng lượng với bạn: họ yêu bạn nhiều đến nhường nào? Wow, mới vô mà đã tôi yêu bạn. Kết nối năng lượng với bạn: họ yêu bạn nhiều đến nhường nào? Dạo gần đây chỗ mình trời âm u lắm, không biết chỗ các bạn có mưa hay không, chứ chỗ mình theo kiểu sáng nắng chiều mưa tối âm u, muốn đi chơi cũng không được. Kết nối năng lượng với bạn: họ yêu bạn nhiều đến nhường nào? Đây. Rồi, dựa vào trải bài, họ đây là ai? Họ là một người nam lớn tuổi hơn bạn. Người này có thể là bố của bạn, hoặc là một người bạn mà bạn quen biết. Nói chung là người này là người nam, giới tính nam và mang nguồn năng lượng của nam luôn. Họ có sự chững chạc nhất định. Họ có trải nghiệm sống nhiều hơn bạn. Họ cũng có những thành tựu nhất định rồi, sự nghiệp, tiền bạc, tài, danh tiếng, họ có hết rồi. Dù không đến nổi trội thôi, kiểu giống như là không hào nhoáng đến cái mức mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ, nhưng đối với họ, đó là sự thành công mà họ ao ước. Họ yêu bạn nhiều đến nhường nào? Cái việc mà họ yêu bạn á, nó không có định giá đàng hoàng. Có nghĩa là sao? Nó sẽ không có thể hiện cái mức độ đại loại như là tôi yêu bạn như thế này, tôi yêu bạn như thế kia với một cái mức cụ thể. Không, đối với họ là bạn không có một cái giá trị nào đó hết. Không phải có giá trị thì nó hơi kỳ, mà là bạn vô giá. Kiểu giống như cái hộp này nè, ở bên ngoài thì là bằng nhung, rất là đẹp, ôm thì vừa tay. Mở ra thì bên trong là những sợi dây chuyền có giá trị. Thì bạn cũng giống hệt như những sợi dây chuyền này vậy. Mỗi thời kỳ bạn sẽ có một cái giá trị riêng của nó. Bạn không có nằm trong một cái khuôn khổ nhất định. Đại loại như là tôi hiện tại đang có giá trị bằng sợi dây chuyền vàng, đúng không? Rồi sau tương lai về sau, cái sợi dây chuyền vàng này nó sẽ mất giá dần. Nhưng bạn thì không. Bạn là thời điểm trước bạn là dây chuyền vàng, sau thời gian bạn sẽ chuyển thành dây chuyền bạc,
rồi chuyển sang cho chuyện ngọc trai. Nói chung là bạn thay đổi liên tục và cái tình yêu của họ dành cho bạn nó cũng thay đổi. Đây, họ đóng vai trò là một con trâu già vậy đó. Họ lúc nào cũng nhìn về hướng bạn. Họ lúc nào cũng muốn trở thành một người luôn luôn đứng hậu tuyến, bảo vệ bạn, ủng hộ những cái sự nghiệp, những cái sự phát triển của bạn. Bạn là một người rất chăm chỉ. Bạn nỗ lực để đạt được những thành công trong sự nghiệp và tiền bạc. Bạn không phải là một người thích ganh đua với đời. Bạn không có đưa bản thân mình ra rồi đưa người khác ra để mà làm một cái bàn cân so sánh, kiểu như là tại sao tôi lại không giỏi bằng người khác, tại sao tôi lại không có thành công bằng người khác. Bạn không phải là cái con người ghen ăn tức ở đâu. Đối với bạn, cuộc đời của mỗi người là khác nhau, mạnh ai nấy sống. Thành ra bạn chỉ lo chăm chăm vào cuộc đời của bạn thôi. Nhưng tiếc rằng ông trời ông không có công bằng bạn à. Bạn không so đo với người đời thì không phải có nghĩa là người đời không so đo với bạn. Vẫn có sự so đo nha. Và cái sự so đo này nó dừng lại ở cái việc soi xét tò mò. Người ta tò mò về cuộc đời của bạn lắm. Bạn càng kín tiếng thì người ta càng tò mò. Cái kiểu như là ngứa cái mồm ấy. Thành ra là họ tò mò, họ khui mấy cái chuyện của bạn ra để họ đem cái chuyện của bạn thành câu chuyện phím, họ đem họ nói với người khác. Đúng là mấy ông tám bà tám luôn á. Và cái nhiệm vụ của họ đây là gì? Cái nhiệm vụ của cái người yêu bạn này, cái người đàn ông này này, họ sẽ là cái cầu ở giữa, chặt đứt cái tuyến liên kết giữa bạn với những cái người tò mò kia. Khi mà những cái người tò mò kia gặp họ và hỏi họ rằng bạn dạo này như thế nào, công việc ra sao, ổn định hay không, thì họ chỉ nói rằng dạo này bạn làm việc rất ổn, công việc thì cũng đều đặn, có đồng ra đồng vào. Còn khi mà những cái người kia họ muốn đào sâu vào bạn á, thì họ sẽ ngừng trả lời, không trả lời nữa. Họ chỉ cung cấp những cái thứ đủ thôi. Và những cái lời mà họ cung cấp với những cái kẻ tò mò kia chỉ liên quan đến sự nghiệp của bạn. Nào là bạn thành công ra sao, công việc bạn thế nào, rồi trong cái quá trình làm việc bạn như thế nào. Nói chung là chỉ nói về những cái thành tựu của bạn thôi, chứ không có nói về những cái đời tư cá nhân của bạn. Vô hình dung ấy, họ càng giữ kín như vậy, người khác càng tò mò. Mà người ta càng tò mò thì trong đầu của họ, bạn lại là một con người rất thành công. Đây nè, những cái lá này thấy không? Thật sự là họ không có thích người khác vây xung quanh bạn. Và những cái vệ tinh này là những cái vệ tinh của sự tiêu cực và phù phiếm. Họ không thích bạn lạc trôi vào trong cái môi trường đó. Bởi vì hiện tại bạn đang rất đẹp, rất rực rỡ, giống như là những sợi dây chuyền lấp lánh đầy giá trị ở trên cổ của những quý bà vậy đó. Bạn tỏa sáng rực rỡ như vậy. Thành ra sẽ ra sao nếu sợi dây chuyền đó rơi vào tay người khác? Bạn sẽ bị mất giá trị. Và họ cũng sợ như vậy. Mình lấy ví dụ, người bố của bạn nuôi bạn đến lúc lớn, mặc dù cả hai không có quá nhiều cái cử chỉ thân mật, kiểu như là tình cha con ngọt ngào ha. Cả hai chỉ đúng theo nghĩa là cha và con thôi. Đôi lúc cũng có tâm sự với nhau, đôi lúc cũng có cười đùa, nhưng mà nó chỉ dừng lại ở cái việc cha con. Cả hai dường như vẫn còn cái khoảng cách nào đó về kiến thức và cách nói chuyện. Mặc dù vậy, nhưng khi bạn quen một người nào đó, quen một anh chàng nào đó, quen một cô nàng nào đó, và bạn mang người ấy về nhà ra mắt bố mẹ, người bố của bạn sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Bởi vì sao? Bởi vì họ có kinh nghiệm, họ từng là người trải đời rồi. Họ biết rằng cái người mà bạn mang về, cái người yêu mà bạn nghĩ trong đầu ấy, người đó không phải là người phù hợp dành cho bạn. Đáng lý ra bạn nên ở một cái vị trí khác, nên quen một người khác xứng đôi vừa lứa hơn. Nhưng họ ngoài mặt vẫn tôn trọng quyết định của bạn. Bởi vì sao? Mỗi người một cuộc sống. Họ biết rằng bạn đã lớn, bạn đã trưởng thành và có tư duy đi rồi. Công dân 18 tuổi như nhau. Hello, công dân trên 18 tuổi bình đẳng như nhau. Thành ra ấy, họ nghĩ rằng bạn đã đủ chững chạc để tự quyết định hành động của mình. Dù có đi sai,
thì do quyết định của bạn, chứ không phải do sự đổ lỗi hay là cố gắng níu kéo một vài thứ không thuộc về mình như họ. Thay vì họ giãy đành nặc lên, họ kêu con không được lấy người này, con không được quen người kia, thì thôi họ nhắm mắt làm ngơ. Họ cho bạn trải nghiệm cái cảm giác thất bại. Và bạn biết mà, trong hôn nhân nó thất bại là nó kinh khủng cỡ nào, bởi vì nó quyết định cả đời người. Đứt gánh giữa đường không phải là điều tốt. Họ biết điều đó nhưng họ vẫn tôn trọng bạn, bởi vì họ muốn xem thử bạn có thực sự trưởng thành hay chưa. Họ yêu bạn, họ rất là thương bạn. Vậy mình đặt trường hợp thứ hai nha. Đối với những người đang lập gia đình và các bạn là nữ, thì cái người yêu bạn chính là người chồng của bạn. Họ sẽ ủng hộ bạn phát triển sự nghiệp. Họ không có bắt bạn phải trở thành một người nội trợ của gia đình đâu. Đối với họ, bạn xinh đẹp nhất là lúc bạn tỏa sáng và ở đúng cái vị trí mà bạn nên ở. Bạn làm cái gì họ cũng ủng hộ hết. Họ còn đắp tiền vào cho bạn nữa cơ. Họ giống như là một cây ATM vậy đó. Và bạn muốn cái gì thì họ sẵn sàng đưa tiền cho bạn để bạn làm. Đôi lúc họ rất sợ. Họ sợ khi bạn tỏa sáng rồi, bạn sẽ quên họ. Bạn sẽ quên đi mối quan hệ vợ chồng của hai người, mà chỉ đinh tập trung vào sự nghiệp thôi. Một người phụ nữ quá độc lập và mạnh mẽ như bạn sẽ khiến cho họ khó khăn trong việc tiếp cận bạn, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Thành ra, nếu ai ở trong đây đang là vợ, các bạn hãy thường xuyên nhìn về người chồng của mình. Còn những ai ở đây chưa lập gia đình, các bạn hãy chú ý đến người bố của mình, người bố, người cha, bởi vì họ chính là hậu phương vững chắc của bạn. Vững chắc kể từ trong nội tâm của bạn rồi, chứ không cần phải thể hiện ra bên ngoài đâu. Sắp tới, bạn sẽ có một cuộc hành trình mới liên quan đến việc thực hiện một dự án, công việc, sự nghiệp hay kế hoạch nào đó. Cái này liên quan đến hành động nha, chứ không phải là suy nghĩ trong đầu nữa rồi. Thành ra trong cái thời gian sắp tới, khi mà bạn đã quyết định làm cái điều gì đó như thế này liên quan đến hành động, thì chú ý dùng mình hai điều. Thứ nhất, hãy nghĩ kỹ, thật kỹ liệu xem cái quyết định, cái hành động này, cái việc mà bạn sắp thực hiện á, nó có thể giúp bạn kiếm được nguồn tiền mới dồi dào hay không. Đây, yên tâm chắc chắn rồi. Tại vì tại sao? Hai cái lá này tượng trưng cho tương lai. Một lá về tiền nè, khởi sắc về tiền, công việc, định hướng tiền bạc, vật chất. Nếu bạn đã có định hướng, bắt tay làm luôn đi, chắc chắn sẽ thành công. Trời ơi, xin lỗi mọi người, hắt xì. Chắc chắn sẽ thành công. Tuy nhiên, cái giá mà bạn đánh mất á, chính là sự lạc quan và yêu đời. Đây, bạn sẽ mất cái này. Hồi xưa, bạn làm việc vì đam mê. Bạn cống hiến tất cả mọi thứ của mình, cống hiến cuộc sống của mình, cống hiến xương máu của mình vào cái đam mê đó. Nhưng khi bạn đưa ra cái kế hoạch này, bắt đầu một cuộc hành trình mới liên quan đến công việc, sự nghiệp, bạn lại mất đam mê. Mặc dù bạn có tiền, nhưng sau thời gian bạn làm cái việc này á, bạn sẽ nhận ra đam mê của mình không nằm trong đó. Hơi tiếc. Và bạn nhận ra như thế này: Tôi ước gì tôi có thể tìm lại cái được đam mê của mình. Kỳ vậy ta. Tại sao ha? Để mình lấy cái quẻ kinh dịch coi. Đây, bộ bài kinh dịch nè. Đôi lúc ấy, cuộc đời của chúng ta mà, trong cái thời khắc mà mình đang làm trải bài như thế này nè, một số bạn vẫn chưa nhận ra cái định hướng hành động sắp tới của mình là cái gì.
Nhưng mà phần lớn những người ở tầng bảy số 1 là đã có kế hoạch rồi. Kiểu giống như là tôi định hướng sẽ làm cái công việc này, hay là tôi định hướng sắp tới tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực kia. Là bạn đã có cái kế hoạch trong đầu rồi, chỉ là bạn chưa thực hiện thôi. Sắp tới bạn sẽ thực hiện đấy. Để mình xào một lá xem thử là kế hoạch, dự định, hành động đó của bạn liệu có thành công hay không nha. Kết nối năng lượng với các bạn, kế hoạch, cái suy nghĩ mà bạn đang nghĩ trong đầu liệu có thành công hay không. Rất giống cái bài kinh dịch, rất giống với cái bài tarot này. Bạn là người khiêm nhường, không tự cao tự đại. Tính cách của bạn đúng đấy. Yên tâm, kế hoạch của bạn á sẽ thành công. Bạn sẽ làm việc thành công, nhưng mà muốn đạt kết quả liền thì nó vẫn chưa được đâu. Đây, đồng xu này là gì? Một xu là sự khởi đầu về tiền bạc thôi, chứ gọi là một phát ăn ngay thì không có nha. Từ từ chậm rãi, được chừng nào chắc chừng đó. Nhưng cái cốt yếu là gì? Bạn hãy duy trì phẩm chất khiêm tốn và sự chân thành của mình. Đừng cố tỏ vẻ bản thân mình giỏi hơn người khác. Không ngạo mạn. Như vậy thì bạn mới hướng tới sự thành công được và nhận được sự tôn trọng của người khác. Vậy cái quẻ này lưu ý cái gì? Càng khiêm nhường càng thịnh vượng. Mà yên tâm, cái đặc tính khiêm nhường của bạn nó đã khắc ở trong tính cách rồi, cho nên mình cũng phần nào an tâm. Nhưng trong cái thời gian mà bạn bắt đầu cái hành trình mới này nè, một chút thành tựu liên quan đến tiền bạc sẽ khiến cho bạn đánh mất cái sự khiêm nhường vốn có của bạn. Cái bản chất vốn có của bạn nó gần như bị cất ở một cái nơi nào đó ha. Đây, tính cách hồn nhiên của bạn nó không còn nữa. Thay vào đó là cái gì? Tương lai bạn sẽ biết. Còn bây giờ mình chỉ nói chừng đó thôi. Tại vì sao? Tương lai mình nói quỵt tẹt ra thì còn gì là thú vị, đúng không? Bản thân mình trải nghiệm mới gọi là thú vị. Rồi, chắc là mình không còn gì để nói với các bạn đâu ha. Vậy thì hẹn gặp lại các bạn ở những trang bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. À khoan, từ từ. Chưa tạm biệt được. Lời hay ý đẹp chứ. Tại vì sao? Tự nhiên sáng nay á, mình lại nghĩ rằng mình muốn gửi đến một lời chúc cho các bạn. Thành ra là mình lấy cuốn này để mình lật cho bạn một trang bất kỳ rồi mình đọc lời chúc nhé. Kẻ xa xỉ thì giàu mà tiêu vẫn không đủ. Kẻ kiệm ước thì nghèo mà tiêu vẫn có thừa. Có nghĩa là sao? Không nên khoe khoang những gì mình đang có. Khiêm tốn là đức tính tốt. Khiêm tốn trên mọi thứ. Wow, tính ra là tất cả mọi thứ nó ăn khớp với nhau luôn đó các bạn à. Rồi, đây là lời chúc mình gửi đến các bạn. Chắc là mình không còn gì để nói với các bạn đâu ha. Bây giờ mới chính thức thân ái và chào tạm biệt nè. Tạm biệt nhé. Xin chào bạn, người đã lựa chọn tụ bạch số 2 với câu hỏi: họ yêu bạn nhiều đến nhường nào? Thì đây là hộp đồ dành cho bạn. Cái hộp này là mình nhận được hồi sinh nhật tiểu học. Wow, tiểu học là đâu đó mình 10 tuổi ha. Cũng được mười mấy năm rồi đấy các bạn à. Cái món hộp này, mình rất là trân trọng những món quà sinh nhật mà người khác tặng cho mình. Thành ra mình giữ kỹ lắm. Đây, đây là hộp của các bạn. Hộp dây chuyền, ngọc trai và vòng tay ngọc trai. Rồi, mình sẽ để đồ của các bạn ở đây. Kết nối năng lượng với các bạn tụ bài số 2. Hãy cho tôi biết họ ở đây là ai, mức độ yêu bạn như thế nào. Ủa? Cái gì vậy?
Tự nhiên mình là cái lá bài đầu tiên mình hơi bị sượng á các bạn. Còn lý do thì đợi một chút. Cái tủ bài số 2 nó lạ nha. Ừ, rất lạ. Biết sao không? Để mình xào cái lá này đã. Lời nói mà họ muốn nói với bạn. Bài số 2 đặc biệt quá. Như thế này nè. Cái hộp của các bạn á, đồ vật của các bạn nó đã màu mè hơn hai cái hộp khác rồi. Cái món đồ chứa trên đó cũng đặc biệt hơn hai cái hộp khác. Đến khi ra trải bài nó cũng đặc biệt hơn hai cái hộp kia. Mặc dù mình chưa trải tụ 3 nhưng mà mình nghĩ rằng tụ 3 nó sẽ có đôi phần tính cách giống với tụ 1. Nhưng mà riêng tụ số 2 là chắc không có giống ai đâu. Ấy chà, hơi nhức đầu nha. Cái cách mình nói chuyện nó cũng khác nữa. Rồi. Với câu hỏi họ yêu bạn nhiều đến nhường nào? Họ ở đây là ai? Không có ai hết á, có mình bạn à. Có nghĩa là bạn yêu bạn nhiều hơn. Đúng là không thể nào mà giữ bình tĩnh được với các bạn từ bài số 2. Rồi, hít thở sâu. Họ ở đây là ai? Là bạn, là chính bạn. Bạn là người yêu bản thân mình nhiều nhất. Không ai yêu bản thân bạn nhiều hơn bạn. Và cũng chẳng ai yêu bản thân bạn nhiều hơn họ yêu bản thân họ. Ví dụ như là tụ bài số 1. Cái người họ đây là người nam lớn tuổi, có nghĩa là người chồng, anh trai hay là người bố trong gia đình. Còn đối với bạn, không có ai yêu bạn hơn hết. Chỉ có một mình bạn là yêu bạn hơn thôi, hơn tất cả. Bạn là một người hay lo lắng nhiều. Mình có thể gọi là lo xa ha. Bạn hay lo xa, lo gần, lo trên, lo dưới lắm. Cái đầu của bạn, cái nội tâm, cái suy nghĩ của bạn lúc nào cũng chỉ có sự lo lắng và bất an thôi. Bạn trải qua quá nhiều nỗi buồn rồi. Sự phản bội, mất niềm tin, cuộc đời, xã hội. Thành ra đối với bạn á, thà mình ở trong cái vùng an toàn mà bản thân mình đặt ra, còn hơn là liều mạng bước ra bên ngoài xã hội rồi để người ta chơi khăm. Sau nhiều lần bị anh hành, bạn mới nhận ra rằng bản thân mình là điều tốt nhất trên đời. Thay vì mình yêu người khác hoặc là chờ đợi người khác yêu mình, thì tại sao mình không phải là người yêu thương bản thân mình? Ngoài ra, bạn còn trở thành quý nhân cho người khác, bạn còn yêu thương người khác nữa cơ. Người ta gọi là cái gì? Cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương. Nhưng đối với bạn, bạn cho đi yêu thương, nhưng bạn không mong cầu nhận được yêu thương. Cái bạn mong cầu ở đây là gì? Đó là sự trọn vẹn cảm xúc của chính bản thân bạn. Bạn giúp người ta là bởi vì bạn muốn cái tâm của bạn bình an hơn. Chứ không phải bạn muốn giúp đỡ người ta để bạn nhận lợi ích từ họ đâu. Không, bạn đâu phải là người như vậy. Bạn tốt tính lắm. Chỉ là cuộc đời này nó khiến cho bạn trầm lắng hơn. Bạn không còn cái vẻ nhỏ bé vui vẻ xinh tươi như hồi xưa. Bạn trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Vậy đi kèm với sự trưởng thành là gì? Trầm tính và sâu sắc. Nè, cảm xúc của bạn không có dạt dào. Bạn không giỏi thể hiện niềm vui và nỗi buồn của mình ra bên ngoài. Cho dù mọi người nhìn bạn, họ chỉ nhìn thấy cái bề nổi của bạn thôi, là cái vẻ vui vẻ, lạc quan, yêu đời, hòa nhã với mọi người, sẵn sàng đưa tay giúp đỡ người khác. Còn đằng sau đó là gì? Những nỗi buồn, những tổn thương và lo lắng, ưu sầu, không ai biết cả. Bạn có nói đâu mà người ta biết. Rồi, lại một lần nữa.
bướm bướm lại bay ở tụ bài số 2. Mỗi lần mình trải bài cho tụ bài số 2, tụ bài liên quan đến tâm linh á, lúc nào cũng có bướm bướm hết đấy. Nhưng mà lúc mình trải bài ở tụ bài số 1, với tụ bài số 3 không hề có nha. Nó thế nào á ta? Cái việc mà các bạn kết nối với mình nó giống như là duyên số ấy. Và dường như là những cái trải bài liên quan đến tâm linh mà mình làm, những bạn tụ bài số 2 chọn rất là nhiều. Và các bạn chọn liên tục ở tụ 2 thôi. Đây. Tiếp nha. Bạn là một người con của tâm linh. Bạn có năng khiếu về tâm linh. Và bạn cũng biết cách để phát huy nó. Mình có thể liệt kê một vài khía cạnh tâm linh của bạn. Tiên tri. Linh ngữ. Linh ngữ có nghĩa là nói gì trong đó. Trực giác. Ừ. Đó là ba cái khả năng tâm linh của bạn. Tiên tri, linh ngữ và trực giác. Bạn dùng nó để giúp đỡ người khác. Bạn giúp cho họ tránh xa những cái mình dùng cái từ gì ta? Tránh xa những cái rủi ro mà họ sắp phải nhận. Nhưng ngược lại, bạn lại là người hứng trọn những cái rủi ro đó. Kiểu giống như là mình dịch chuyển nỗi đau từ người này sang người khác vậy đó. Nhiều lúc đó, bạn giúp đỡ người ta đúng không? Bạn đưa cho người ta một cái lời khuyên nào đó, kêu ê, sắp tới không nên như thế này, không nên như thế kia, nghe chưa? Là y như rằng bạn bị dính ngay. Kiểu như là bạn đi, bạn bị quẹt tay, quẹt chân nè, cắt da thì đứt tay nè, đi qua cái bàn thì đá cái chân vào trong cái chân bàn nè. Xui lắm. Mặc dù bạn nè, bạn nói dối người ta, bạn không có cho người ta biết là bản thân mình là ai, bản thân mình có cảm xúc như thế nào, bản thân mình hiện tại đang rơi vào cái trạng thái gì. Bạn dối lắm. Dối này là dối theo ý tốt, không phải là ý xấu, chỉ là bạn muốn bảo vệ bản thân mình hơn thôi. Nhưng mà đôi lúc ấy, cái sự dối trá này nó sẽ khiến cho bạn mệt. Bạn mệt bởi vì sao? Một lời dối sẽ đổi lại thành nhiều lời dối khác. Thì bạn cũng vậy. Bạn cứ đeo cái lớp mặt nạ đó đi, rồi bạn nhận ra ha, cuộc đời mình nó mệt mỏi ghê lắm. Lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ hòa nhã với mọi người, lúc nào cũng bày ra cái vẻ trầm lắng để che giấu một cái nội tâm đầy bất an, lo lắng, suy tư, như một con chim nhốt trong lòng vậy đó. Con chim đáng lý ra nó nên được tung cánh trên bầu trời, chứ không phải là nhốt trong cái lòng này. Nội tâm của bạn cũng vậy. Một con người có năng lực tâm linh như bạn, khả năng cảm nhận cảm xúc, khả năng cảm nhận nội tâm của người khác cực kỳ nhạy. Tại sao bạn không để cái cảm xúc của mình bùng phát và tuôn trào lên? Bạn có cô đọng cái cảm xúc mình lại làm cái gì? Bạn thể hiện cái mặt trầm uất đó cho ai xem? Có mình bạn xem mà, chứ đâu ai xem đâu. Nếu như bạn đang nghĩ rằng ấy, cuộc đời này khó tìm một người để mà tin tưởng, khó tìm một người tri kỷ để cùng ta đi hết cuộc đời, giống như sợi dây chuyền ngọc trai. Ngọc trai nó vốn là một món trang sức kén người dùng. Đâu phải ai cũng xài ngọc trai đúng không? Thay vì họ xài vàng, dây chuyền vàng, dây chuyền bạc, dây chuyền kim cương gì đó, thì ngọc trai là một món đồ gần như là kén người dùng. Và họ cũng rất ít khi mua cái món trang sức này. Bạn cũng vậy. Bạn rất đẹp, giá trị của bạn cao hơn người khác. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng dễ dàng chia sẻ những cái suy nghĩ của mình cho người khác nghe. Bởi vì đơn giản là bạn biết rằng họ và bạn không cùng một chiến tuyến, họ và bạn không cùng một tần số. Thành ra khi nói chuyện họ cũng chỉ vậy thôi, chứ họ cũng chẳng có thể giúp đỡ được bạn. Thành ra ấy, khi mà bạn ngày càng tách rời bản thân mình ra khỏi mọi người, thu mình lại, yêu thương bản thân mình nhiều hơn, nó sẽ đi kèm với sự cô độc. Bạn là một người cá biệt. Bạn không hề giống ai. Từ khi sinh ra đời bạn đã khác người rồi. Thành ra cái sự cô độc này, nó càng trở nên cô độc hơn. Một đứa con của tâm linh mà lại cô độc trên chính cái hành trình phát triển của mình, thật là buồn làm sao.
Nhưng yên tâm nhé, sắp tới, mình không biết là bây giờ các bạn đã gặp được người ấy chưa. Cái người mà có thể nắm tay bạn đi đến cuối cuộc đời á. Đây, cái lá của tình cảm nè. Để mình chia cái trường hợp này làm hai nha. Trường hợp thứ nhất là các bạn đã gặp được người gọi là gì? Định mệnh của đời mình. Trường hợp thứ nhất, các bạn đã gặp được định mệnh của đời mình. Thì cái mối quan hệ của hai người ngày càng thắt chặt hơn. Và họ sẽ tôn trọng những cái suy nghĩ của bạn. Trường hợp thứ hai, bạn vẫn đang độc thân. Thì sắp tới sẽ có một người bước vào cuộc sống của bạn. Người này sẽ đồng điệu về mặt linh hồn. Và họ cũng là người có tần số giống với bạn. Có nghĩa là cũng là một người có tư duy khác biệt. Kiểu như là hai con phượng hoàng giữa một bầy chim gặp nhau vậy đó. Hai tư duy khác biệt gặp nhau, vô tình hai trái tim đập lại thành một. Nghe lãng mạn ghê ha. Bạn đã gặp được tri kỷ của mình rồi. Sắp gặp được tri kỷ của cuộc đời mình rồi. Còn cái việc của bạn là gì? Vui vẻ bước ra ngoài cuộc đời dùng mình cái. Lạc quan yêu đời dùng mình cái. Bạn phải lạc quan từ trong cái tâm. Chứ bây giờ bạn không lạc quan từ trong cái tâm là không ai cứu được bạn cả. Đừng có nhốt con chim ở trong lòng nữa. Nè, đừng có nhốt con chim ở trong lòng nữa. Để con chim nó bay ra ngoài đi. Nó hót líu lo với cuộc đời đi. Bạn hãy yêu đời hơn. Bạn hãy ra ngoài tìm hiểu về cuộc đời. Chứ đừng có ở mãi trong cái khuôn khổ cũ của mình nữa. Tư duy của bạn khác biệt là một chuyện. Tâm hồn của bạn phải rộng mở nó là một chuyện nữa. Bạn sẽ có buổi tiệc đấy. Rất là vui vẻ. Gặp gỡ mọi người. Nhưng cái cơ bản là gì? Bạn là người chủ động. Chứ không có ai kéo bạn ra được hết. Bởi vì sao? Cái người yêu thương bạn là chỉ có bản thân bạn thôi. Chỉ có bản thân bạn yêu thương bạn thôi. Thành ra nếu mà bạn không còn nghĩ đến cái việc cố gắng để cho mình vào trong cái khuôn khổ nhất định nữa, cố gắng bảo vệ cái nội tâm của mình, một cái nội tâm đã từng chịu nhiều tổn thương và lo lắng, bạn hãy chủ động mở cái lồng sắt này ra, mở cái lồng giam này ra, để chú chim tâm hồn của bạn rộng mở, sải cánh bay trên bầu trời. Như vậy nó mới tốt. Để mình xào một lá quẻ kinh dịch kết nối năng lượng với các bạn, xem các bạn đang đặt câu hỏi gì ha. Liệu rằng cái người định mệnh này có thật sự là người phù hợp với bạn hay không? Tự nhiên mình lại kết nối năng lượng với các bạn rồi. Trong đầu mình nó lại hiện ra cái dòng chữ này. Cái người định mệnh này có thật sự phù hợp với bạn hay không? Kết nối năng lượng với bạn. Người đó có phù hợp với bạn hay không? Lá quẻ kiên dịch cho thấy rằng ấy, bạn đừng nên đặt kỳ vọng quá lớn vào cái người này. Bởi vì sao? Khi bạn đã vẽ trong đầu của mình một con người quá hoàn hảo và bạn gặp họ, bạn sẽ bị hụt hẫng. Cái gì đến thì nó cũng đến. Vì vậy, thay vì cố gắng vạch ra một con người quá hoàn hảo trong đầu, thì bạn nên giảm bớt cái mong cầu của mình để phù hợp với bản thân bạn. Người này sẽ phù hợp với bạn, bạn yên tâm. Nhưng mà bạn đừng có đặt tiêu chuẩn quá cao nha. Bởi vì sao? Họ sẽ không có đáp ứng được cái tiêu chuẩn của bạn đâu. Bởi vì suy cho cùng, họ vẫn là họ, bạn vẫn là bạn. Hai người là hai bản thể khác biệt. Họ chỉ đồng điệu về mặt linh hồn, cùng tư duy với bạn, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn với bạn, thấu hiểu bạn. Chứ không có nghĩa là họ phải đủ cái đáp ứng nhu cầu với bạn. Họ là con cái của bố mẹ họ mà, chứ họ chứ đâu phải là sinh ra để phù hợp với bạn đâu, đúng không? Mọi thứ nó đều phải có thời gian. Và chúng ta cần phải có thời gian để thích ứng. Để mình gửi một cái lời chúc đến bạn. Chúc cái gì đây ta? Đây. Hiếu là luân thường của thiên hạ, là lẽ trời tồn tại của loài người. Cho nên đức hiếu sử dụng để làm cho phong hóa được tốt, phong tục được hậu.
Hãy lan tỏa niềm yêu thương của mình đến mọi người. Bạn sẽ nhận được những phước đức mà bạn xứng đáng có được. Đó là lời chúc mà mình muốn gửi đến các bạn. Thôi, chắc là mình không còn gì để nói với các bạn đâu ha. Vậy thì hẹn gặp lại các bạn ở những trụ bài khác, những trải bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Và bây giờ xin thân ái và chào tạm biệt. Xin chào bạn. Chào mừng bạn đã đến với tụ bài số 3 với câu hỏi: họ yêu bạn nhiều đến nhường nào? Thì đây là hộp của các bạn. Hộp này mình dùng để đựng những cái vòng tay. Đây. Rất nhiều vòng tay. Thì đây chỉ là một trong số những cái hộp đồ của mình thôi. Kết nối năng lượng với các bạn. Họ yêu bạn đến nhường nào? Họ ở đây là ai? Mức độ yêu thương bạn. Wow, chưa chi xào mà nó đã ra rồi. Vậy là chắc tụi bài số 3 rất là tò mò đúng không? Liệu rằng họ kia là ai? Họ yêu bạn nhiều đến nhường nào? Lời nói nội tâm. Rồi. Họ ở đây là ai? Mối quan hệ từng bị đổ vỡ với bạn. Người ta gọi là mối quan hệ cũ. Kiểu giống như là bạn vừa chia tay một mối tình nào đó đúng không? Thì họ ở đây sẽ là cái người bị chia tay đó. Mối quan hệ từng bị đổ vỡ nha. Hoặc là gia đình của bạn. Ví dụ như là bố mẹ bạn ly dị và đổ vỡ, mỗi người một hướng. Thì cái người mà không gặp bạn thường xuyên, chẳng hạn như là bạn đang ở với mẹ, thì cái người không gặp bạn thường xuyên là bố. Và ngược lại, cũng đang rất quan tâm đến bạn. Mình nói chung là đây là mối quan hệ từng bị đổ vỡ. Họ yêu bạn nhiều đến nhường nào? Yêu thì cũng không đến mức gọi là yêu đâu. Lo lắng thôi, chứ không tới mức yêu. Hơi tiếc. Tự nhiên, cái này là yêu mà tự nhiên gọi là lo lắng ha. Họ biết rõ kết nối giữa họ với bạn là gì. Họ biết hết á. Và họ cũng biết được cái đường dây liên kết của hai người. Tuy nhiên, với cái câu hỏi thông điệp là họ yêu bạn nhiều đến nhường nào, thì ở đây á, mình xin chia buồn rằng là yêu thì không có. Nó chỉ dừng lại ở cái việc lo lắng cho bạn thôi. Mà đã là lo lắng là nó kiểu thế nào ta? Trên tình bạn dưới tình yêu. Mình dùng cái từ như vậy. Kiểu như là nó không có trọn đến cái mức là yêu. Bởi vì là sao? Yêu nó là sự dâng trào về mặt cảm xúc. Nó là sự biến động trong nội tâm. Còn lo lắng, lo lắng nó sẽ dừng lại ở việc ý thức. Ý thức và cảm giác. Họ lo lắng cho bạn. Họ lo lắng bởi những tổn thương mà cả hai đã gây ra cho nhau. Họ sợ rằng họ vô hình dung gây tổn thương đến bạn và khiến cho bạn khó mà quên được những cái tổn thương mà họ gây ra như thế này. Và họ cũng đang rất là lo lắng. Bởi vì sao? Bởi vì qua những cái gì mà cả hai đã có, khả năng rất cao không bao giờ có lại lần hai. Bạn là người cắt đứt mọi thứ. Kiểu như thanh kiếm sắc bén, cắt một cái phập, rồi không còn liên lạc gì với nhau nữa. Chặt đứt hết. Và họ sợ rằng bạn sẽ có một cái suy nghĩ ác cảm đối với họ, bởi vì những cái gì mà họ vô tình hay hữu ý gây tổn thương đến bạn. Mà yên tâm,
Cái vấn đề đây là gì? Bạn có quan tâm đâu? Bởi vì sao? Người dưng nước lã với nhau mà. Trong đầu bạn họ đã không khác gì một người dưng ở bên ngoài rồi. Bạn đâu có sao? Nè, bạn đâu có sao? Đối với bạn, tập trung cho bản thân mình là trên hết. Và hiện tại bạn đang trong quá trình cân bằng lại mọi thứ. Có nghĩa là sao? Cái khoảng thời gian trước bạn tập trung quá nhiều vào cái đoạn tình cảm này, dẫn đến sự tổn thương. Và cái việc này nó khiến cho bạn tốn cực kỳ nhiều thời gian để chữa lành. Và đến bây giờ bạn vẫn còn đang trong cái giai đoạn chữa lành nó luôn á. Rất là may bạn đã không còn gặm nhấm nỗi buồn nữa. Nhưng mà chữa lành ấy, nó cần phải có thời gian khá dài. Bởi vì cái này tới bao nhiêu kiếm? 9 kiếm. Là nó chỉ đứng sau 10 kiếm thôi. 10 kiếm là phản bội luôn ấy. Còn đây, mất niềm tin, tổn thương. Bạn bị tổn thương ghê lắm. Thành ra bây giờ, đến tận bây giờ luôn, khi bạn xem cái video của mình này, thì bạn vẫn đang trong cái quá trình chữa lành thôi. Được một cái là bạn đã tập trung nhiều vào công việc của mình rồi. Tập trung nhiều vào công việc, tập trung nhiều vào sự nghiệp. Bạn biết học cách yêu thương bản thân mình hơn. Bạn biết ưu tiên bản thân mình hơn người khác. Hồi xưa bạn đặt họ là trên hết. Bạn chấp nhận buông bỏ mọi thứ. Bạn chấp nhận hạ mình để có thể ở bên cạnh họ, để có thể níu kéo cái đoạn quan hệ này. Nhưng mà những cái gì bạn cố gắng nhận được á, nó chỉ là những tổn thương mà thôi. Rồi đến bây giờ nhìn nhận lại, bạn vẫn đang trong cái hành trình tìm cách chữa lành bản thân mình và đầu tư bản thân mình, đầu tư vào công việc của mình, sự nghiệp của mình. Yên tâm, cái mối quan hệ này á, không bao giờ có chuyện gương vỡ lại lành đâu. Cắt đứt luôn rồi. Sắp tới bạn sẽ bắt đầu một cuộc hành trình học hỏi. Bạn sẽ học hỏi lĩnh vực mới, kiến thức mới phù hợp cho kế hoạch sắp tới của bạn. Trong đầu bạn đang ấp ủ, không hẳn là ấp ủ ha, mới lé lên cái kế hoạch gần đây thôi. Kiểu giống như là tôi có nên kinh doanh mặt hàng online nào hay không ta? Hay là tôi có nên bắt đầu làm một cái lĩnh vực nào đó hay không? Có nghĩa là dạo gần đây bạn mới có cái suy nghĩ này thôi, mà bạn chưa biết là cái suy nghĩ này sẽ được thực hiện cụ thể bằng cách thức nào. Thành ra thời gian tới sẽ là thời gian bạn học hỏi rất là nhiều. Bạn sẽ trau dồi kiến thức liên quan đến cái lĩnh vực này, liên quan đến cái kế hoạch mà bạn đang suy nghĩ ra. Hơi buồn cho bạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái thông điệp này là họ yêu bạn nhiều đến nhường nào, nhưng mà đến khi mình trải xong thì mình lại thấy cái tâm hồn của mình nó nặng trĩu lắm. Nó suy tư nhiều lắm, chứ không có vui vẻ hay là gì, giống như là hai cái tụ bại kia. Thì cứ giống như cái hộp này. Cái hộp này là cái hộp đồ mà mình ít khi lấy ra dùng nhất. Bởi vì sao? Thứ nhất, trang sức của nó hơi kén trang phục. Với cái thứ hai á, là khi mà mình đeo này nè, đây cái dây, khi mà mình đeo những cái món đồ vật này á, mình cảm giác mình không muốn đeo, mình muốn trân trọng hơn. Kiểu mình mua về để sưu tầm, chứ không phải là mình mua mấy cái này về để đeo. Bạn cũng vậy thôi. Cái mối quan hệ này bạn đã từng trân trọng rất là nhiều, nhưng cái bạn nhận lại là gì? Không là gì cả. Nhận lại tổn thương không à. Đây, cái món trang sức này từng làm mình chảy máu. Bởi vì sao? Cái thứ bạn nhìn đẹp đúng không? Lấp lánh rất là đẹp. Nhưng mà những cái ngôi sao này nè, cái cạnh của nó rất là bén, và nó cứa vô trong da của mình làm cho mình chảy máu. Đây, những cái vết trời này là do nó luôn á. Rất là đẹp. Hay là những cái món đồ đây, đẹp mà nó ràng buộc, nó phải ôm sát vào trong tay của mình và khiến cho mình cảm thấy khó để mà làm việc á. Thành ra là những cái món trang sức này mình chỉ đeo vào những cái lúc mà sự kiện hay cái gì đó thôi, còn thường là mình sẽ không có đeo mấy cái này. Mình cất nó như vậy á, mình cứ giữ như vậy thôi. Thì khi bạn lựa chọn tụ bài số 3, cái tâm trạng của bạn cũng vậy, bạn đang trong cái giai đoạn chữa lành mọi thứ. Quên thì không bao giờ quên, nhưng mà bạn chỉ là dẹp mấy cái đó hoàng bên, tập trung cho sự nghiệp của mình thôi. Để mình kết nối năng lượng với các bạn, xem là các bạn đang hỏi cái gì ha. À,
Tự nhiên trong đầu mình nó lại hiện ra hai câu hỏi. Cái câu đầu tiên á, là liên quan đến sự nghiệp của các bạn. Kiểu như cái sự nghiệp, cái dự định mà tôi đang ấp ủ nè, cái kế hoạch, cái sự nghiệp mà tôi đang làm ấy, hiện tại nó hơi chững lại. Kiểu tiền bạc thì nó cũng như vậy, nhưng mà không có gì tiến triển. Hoặc là mọi thứ nó đình trệ, nó không có gì tiến triển. Liệu sắp tới nó có tiến triển hay không? Đây là câu hỏi đầu tiên. Cái câu hỏi thứ hai là cái mối quan hệ sắp tới, tôi có cái mối quan hệ sắp tới nào hay không? Kiểu như là gặp một ai đó ấy. Thì để mình trả cho bạn hai câu. Đầu tiên là cái sự nghiệp. Cái sự nghiệp hiện tại của bạn ha, trong tương lai nó có tiến triển gì hay không? Sự nghiệp công việc của bạn, tương lai nó có tiến triển gì hay không? Không có tiến triển nha mọi người. Nó vẫn sẽ như vậy thôi. Sự nghiệp hiện tại của bạn lúc đầu như thế nào thì bây giờ vẫn sẽ như vậy. Không có gì tiến triển cả. Cái thứ tiến triển duy nhất là chỉ là cảm xúc của bạn thôi. Cảm xúc của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn nói ở công việc hiện tại của tôi nó có tiến triển hay không thì không. Chắc đó là lý do tại sao bạn có kế hoạch, bạn đang có cái ý định để mà làm cái việc gì đó rồi đó. Vậy qua câu hỏi thứ hai, sắp tới có mối quan hệ nào hay không? Không. Hiện tại bạn vẫn ở trong cái giai đoạn quan sát, suy xét, ngẫm nghĩ về cuộc đời thôi, ngẫm nghĩ về chính bản thân mình để rút ra các bài học. Đây là giai đoạn để bạn phát triển tư duy đa chiều, nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ. Chứ không phải là cái giai đoạn để bạn bước vào một cái mối quan hệ nào cả. Thời điểm này là thời điểm bạn nên tĩnh tâm để suy xét thấu đáo mọi thứ, mọi sự vật, mọi sự việc. Mình muốn gửi cho bạn một lời chúc. Để mình đọc một cái lời chúc nào đó coi. Đàn ông nên nhớ rằng cái khó nhất là giữ được người đàn bà mà anh ta dễ dàng chinh phục được. Ôi, tại sao lại đọc câu này ta? Để mình đọc lại coi. Đàn ông nên nhớ rằng cái khó nhất là giữ được người đàn bà mà anh ta dễ dàng chinh phục được. Trời ơi, là càng càng giữ là càng dễ đoạt được là càng mất á hả? Vậy là hồi xưa bạn là người rất là bạn là người chủ động trong mối quan hệ này đúng không? Không phải là anh ta cố, không phải là anh ta hay là cô ta, nói chung là cái người kia, không phải là người kia có được bạn, chinh phục được bạn, mà là bạn dễ dàng xui vào người ta. Thành ra bây giờ người chịu tổn thương là bạn. Đến bây giờ thì có cái nịt bạn bây giờ trí tuệ hơn trước rồi, nhận thức sâu sắc hơn trước rồi, bây giờ người ta có quay lại thì không 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 không. Và cái câu mà bạn dành cho họ đó là cái câu hồi nãy mình đọc á, càng dễ dàng có được thì càng khó chinh phục được. Thì bây giờ người ta đã nếm trải rồi, giờ người ta cũng đâu có yêu thương bạn đâu, cùng lắm là lo lắng thôi, lo lắng những cái tổn thương mà họ gây ra cho bạn, lo lắng bạn sẽ cắt đứt cái mối quan hệ này với họ, không chơi với họ nữa. Mà yên tâm, cắt đứt rồi, không chơi nữa đâu. Rồi chắc là mình không còn gì để nói với các bạn đâu ha. Vậy thì hẹn gặp lại các bạn ở những trang bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt.